chào Jerry. Muốn phá vỡ kỷ lục tốc độ sao? Bạn chạy không nhanh thì có sao đâu Ben. Còn nhiều thứ khác mà bạn có thể làm mà. Bạn muốn đua lại sao? Ben, gì vậy? Bạn đã lấy bình năng lượng của tòa thị chính à? Nó không dành cho bạn đâu Ben. Nguy hiểm lắm. Tháo nó ra đi. Bạn không thể chậm được sao? Ôi không. Ha, có chuyện rồi. Ben đã trộm một bình năng lượng và giờ không thể dừng lại. Bạn phải giúp anh ấy. Siêu xe tải. Ben chạy nhanh quá. Bạn sẽ chuyển hóa thành gì để bắt kịp anh ấy đây? Cẩn thận siêu xe tải. Kha, bạn phải bắt kịp anh ấy bằng mọi giá. Anh ấy đang tiến tới chỗ cây cầu. Ben, cẩn thận, cây cầu vẫn chưa hạ xuống đâu. Kha, hãy sử dụng thiết bị đặc biệt máy ST-3000. Mà nè mẹ, em đã thông. Khi móc à, tuyệt lắm. Đừng quá sợ Ben, Kha đang kéo bạn lại để bạn không lao qua cây cầu đó. Cây cầu hạ xuống kịp thời rồi. Vẫn chưa xong việc đâu, siêu xe tải. Có chừng. Chà. Michumo. Capa. Chà, rơi đúng chỗ lắm. Bạn hết gặp nguy hiểm rồi Ben à. Cảm ơn siêu xe tải đã cứu nguy cho thành phố. Chào các em.
Đang nghỉ ngơi à? Ồ, các em đang ngắm nhìn hình dạng của đám mây à? Thật là tuyệt vời. Chà, chiếc tên lửa đó đang tập luyện kìa. Nhìn kìa, Rocky nhí cũng ở đây nữa. Thật là kinh ngạc. Ôi, coi chừng Ben. Tôi lại các em à. Ôi không, nó không chịu được lâu đâu. Mình nên gọi cho siêu xe tải ngay. Kha, Ben đang gặp nguy hiểm. Anh ấy sắp rơi rồi. Nhanh lên. Siêu xe tải. Siêu xe tải. Khả đấy rồi. Ồ, Ben bị trượt chân bởi vì nước ép. Bạn nên suy nghĩ nhanh lên, siêu xe tải à. Ý hay đó, một siêu xe tải chuyên chở. Ồ, lùi lại nào các bạn. Đừng lo Ben, nhanh lên siêu xe tải. Ôi không, bạn nâng cao như vậy là hết mức rồi sao? Sắp được rồi, cố lên siêu xe tải, cố lên chút nữa đi. Ben, hay lắm siêu xe tải. Thật là nguy hiểm quá. Làm tốt lắm siêu xe tải à. Rất là may phải không các bé? Ồ, các em muốn xuống đó sao? Nhưng làm sao xuống đó đây? Ồ, hiểu rồi. Penny rất là tử tế. Nhưng cô ấy làm việc rồi. Sàn chở của siêu xe tải quá ngắn. Bạn nghĩ sao hả siêu xe tải? Nghĩ ra cách rồi phải không? Ồ, một tấm nệm khổng lồ. Các em à, các em nhảy được rồi. Phải, nghe Ben đi các em, sẽ vui lắm đấy. Ồ, em nhảy trước sao, đúng là rất can đảm đó. Sẵn sàng chưa? 3, 2, 1. Ồ, hình như rất là vui phải không các em? Ai tiếp theo nào? Ồ, thật là ngoài mong đợi nha. Chà, làm tốt lắm siêu xe tải. Ồ, các bé bắt đầu thích nó rồi đó. À, thật sự đã cứu nguy đó siêu xe tải à. Hẹn gặp lại lần sau nha. Chà, Jerry chạy nhanh thật đó. Đúng là một cuộc đua khác thường.
nhìn vào người hâm mộ kia. Jerry, gọi Bobby chạy chậm như rùa là không hay đâu nha. Cẩn thận Jerry. Ôi không. Ồ Jerry à, chúng ta cần nhờ giúp đỡ rồi. Có nhiệm vụ kha à. Siêu xe tải biến hình. Siêu xe tải. Jerry và Bobby đang gặp chút vấn đề siêu xe tải à? Nhìn kia, ở dưới sông. Dòng sông đang bị ô nhiễm bởi rác thải. Bạn sẽ làm gì đây siêu xe tải? Một xe đổ rác à? Ý hay đó. Chiếc xe tải sẽ lo việc này, Jerry à. Ý hay đó, siêu xe tải. Hiệu quả rồi. Thấy không Bobby, không cần phải sợ. Siêu xe tải đã ở đây rồi. Lần sau bạn nên cẩn thận hơn nha, Jerry. Bạn muốn giúp sao Jerry? Thật là tốt. Nhưng có lẽ bạn nên để siêu xe tải. Jerry! Siêu xe tải, nhanh lên. Ráng lên nào Jerry. Jerry, chụp lấy. Nhanh lên siêu xe tải. Hãy sử dụng máy ST-3000. Gì vậy? Một công việc nữa lại hoàn thành, siêu xe tải à. Mọi người đều an toàn. Nhìn Jerry kìa, bạn ấy đang trượt nước. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Mm-hmm.
Edna! 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 Thả tay nghe ra đi! Có đám lửa ở quanh bạn kìa! Còn lửa lan nhanh quá! Bạn cần được giúp đỡ! Kha! Có một đám cháy ở công viên! Thành phố cần năng lực của bạn! Siêu xe tải. Edna chắc đã đào trúng ống dẫn ga. Siêu xe tải, bà sẽ chuyển hóa thành gì để dập tắt đám cháy đây? Một xe cứu hỏa à? Đúng rồi. Làm tốt lắm, nhưng vẫn còn nhiều chỗ cần dập lửa. Có một đám cháy bên trái bạn kìa. Tới bên phải đi. Edna, siêu xe tải tới giúp bạn nè. Siêu xe tải, ngọn lửa lan khắp công viên rồi. Bạn sẽ dùng máy ST-3000 sao? Tuyệt quá, lần này mình thật sự tò mò đó. Một súng phun nước. Thật kinh ngạc. Chà, nó thật hiệu quả. Nó cũng dập tắt lửa nữa. Ôi không. Kha, bà phải ngăn đám cháy trước khi nó lan tới đó. Thật là hú hồn. Chà, cú nhảy ấn tượng đó Mali. Phải, mình nghĩ đám cháy hôm nay đã đủ lắm rồi. Bạn muốn Mali nhảy qua bạn sao? Được đó, chơi vui nha các bạn. Hey kids, thanks for watching. If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road.